đến với kênh của xe đạp toàn cầu. Trong video này em giới thiệu tới anh chị chiếc xe đạp đua Sava 2 Speed cuồng phong. Vâng, 2 Speed là tốc độ cao cuồng phong. Đây là sản phẩm mới nhất của nhà máy Sava và công ty Sava Việt Nam đã nhập về để cung cấp tới người dùng. Đây là chiếc xe đạp Sava 2 Speed màu đen ghi và hiện nay đang còn hai màu khác, đó là màu đen đỏ và màu đen xanh. Em cũng sẽ làm chi tiết từng video từng màu để anh chị xem chi tiết hơn. Sava 2 Speed thì được thiết kế và sản xuất với khung carbon, càng carbon và cọc in carbon. Carbon sử dụng cho chiếc Sava 2 Speed này là carbon cao cấp, sợi carbon mark T800 của nhà máy Touray Nhật Bản. Sợi carbon mark T800 đây là sợi carbon cao cấp sử dụng cho hàng ngành hàng không vũ trụ và rất là VIP. Sợi carbon mark T800 thì được dệt dày hơn, cứng hơn và nhẹ hơn. Và hãng Sava thì sử dụng cái sợi carbon này để sản xuất cho những cái chiếc xe đạp cao cấp của mình. Sava 2 Speed này, một chiếc xe đạp đua cao cấp, được bảo hành tới 60 tháng từ nhà máy bạn nha. Khung sườn bảo hành 60 tháng, tức là bảo hành khung sườn 5 năm, nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Cọc yên của hãng Kala. Chiếc màu đen ghi này được làm bằng sơn sần anh chị nhé, sơn sần, sơn công nghệ ô tô nhiều lớp sơn sần, nhìn rất là đẳng cấp và rất là đẹp luôn. Sava 2 Speed thì đang được nhà máy sản xuất hai size, đó là size 48 và size 50. Vâng, với hai size này thì hoàn toàn phù hợp với người dùng Việt mình. Phô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm của hãng Kla, phanh cụm phanh của hãng Tecro. Cặp vành bánh sử dụng vành nhôm hai lớp Kaczynski, vành này cao tới 4 cm, lan hoa bằng thép, chân lan hoa inox, sử dụng cặp Mayer bạc đạn cao cấp của hãng Choshin. Trục tháo lắp nhanh bánh trước bánh sau. Xe được sử dụng cặp nốt Ultra Sport 700x25, một cặp nốt thông số tiêu chuẩn của xe đua cao cấp. Đây, những đường nét của chiếc khung này thì được làm rất là tinh tế, rất là đẹp luôn. Chiếc yên mút bọc da mềm. Tiếp theo, chiếc xe đạp đua Sava 2 Speed này được trang bị bộ truyền động Shimano 105 R7000. Thì theo như thông số từ catalog nhà máy Sava thì chiếc xe đạp này được lắp bộ truyền động Shimano 105 R7000. Ba món đó là tay để lắc, gạt đĩa, gạt lip. Tuy nhiên, đối với lô hàng này về tới Việt Nam thì nhà máy này lắp một chiếc nip rất là tốt, một chiếc nip rất là VIP luôn. Đó là chiếc nip Shimano 105 R7000 anh chị nha. Shimano 105 R7000 đối với lô hàng này. Tức là chiếc xe đạp này đang sử dụng 4 món Shimano 105 R7000. Và cái rút đồ Shimano 105 R7000 này là rút đồ xuất xứ tại Nhật Bản. Vâng, tay đề lắc công nghệ đua ship 3 trong 1, phanh lên đĩa, lên nip xuống nip, rất là chất lượng luôn. Xe sử dụng 11 lip và 2 đĩa, sử dụng bộ đùi đĩa của hãng Rowill, đùi đĩa trục rỗng Kaczynski. Đây là bộ đùi đĩa cao cấp bằng nhôm và 2 đĩa 11 lip, tức là xe này có 22 tốc độ. Còn đây là đôi bê đan được hãng Sava được tặng kèm theo xe đạp thể thao của mình. Còn tất cả các hãng xe đạp thể thao cao cấp thì các nhà máy sản xuất thì đều tặng đôi bê đan để sử dụng cho xe. Tuy nhiên, đối với lô hàng 100 xe đầu tiên thì sẽ được công ty Sava tại Việt Nam đổi cho một đôi bê đan cao cấp của hãng Kla anh chị nhé. 100 xe đầu tiên sẽ được công ty Sava tại Việt Nam đổi bê đan cao cấp của hãng Kla để người dùng có đôi bê đan cao cấp này. Bê đan Kla này thì được làm bằng nhôm đúc cắt CNC, có đinh chống trượt. Cái phần cốt này được làm bằng carbon và trục này thì được làm bằng thép. Và 100 xe đầu tiên thì sẽ được công ty Sava Việt Nam đổi đôi bê đan Kla này cao cấp hơn. Vâng, đây là chiếc xe đạp Sava 2 Speed cuồng phong về tốc độ.
màu đen ghi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị ở những video sản phẩm tiếp theo.